Hello bạn, hôm nay thứ bảy nha bạn. Hôm nay mình làm cái vợt, mình đi vớt cá mè rổ về bỏ vô hồ nuôi chơi nha bạn. Mới mua cái ti để người ta lập la phong á. Cây này nó cứng, dưới một miếng lưới 30.000. Cây ti thì mua 8.000 với một cây cán vợt để xào rút nha bạn. Rút ra được 3 mét á, cái đầu nó có rang. Làm xong cái gọng vợt xong cái mày hàng của bù lông vào, bù lông 8 ly vào dặn vào cái đầu đó, là kéo ra đút vào tì thích luôn đó. Cái này bằng inox mua 70.000 các bạn đó. Bây giờ mình bắt đầu làm các bạn. Đây, quá trình làm cái vợt là xong rồi nha các bạn. Chiều xong các bạn. Chiều nay là mình hàng test hàng luôn con bù lông vô đây nè. Này mới làm lưới là lưới gân cho nên nó phồng phồng nó hoài nè, mình phải dằn nó xuống đó, lát mình phải dằn xuống. Giờ mình dằn vô đi, mình dằn vô đó, giờ mình dằn vô. Rồi giờ trời cũng chuẩn bị tối các bạn ơi. Bây giờ mình chuẩn bị đồ nghề mình đi vớt cá các bạn. Mình vớt về cái mình bỏ con cá tài tượng này xuống ao nha, để mình vệ sinh cái hồ này lại. Mình sẽ bỏ cá cao xà pháo vào đây mình nuôi đó. Rồi nó có đẹp không nha các bạn? Ok, bây giờ mình đi lấy vợt. Ok, rồi bây giờ mình chuẩn bị đi vớt cá các bạn ơi. Cho con đi luôn. Bây giờ mình sẽ về về nhà ba mẹ mình ở bên Cồn. Bây giờ mình đóng cửa nhà bạn ơi, đóng cửa nhà xuống. Quá. Nãy không đeo kiến buồn không quá. Không đeo kiến không bị bồ không này dạ. Buồn không quá con. Đi đâu? Bạn con ở chung. Ok, mình tới nơi các bạn ơi. Tới nơi rồi. Đây nhà ba mẹ mình các bạn. Đó. Đây, lát mình xuống cái xuồng này các bạn. Đó. Xuống mình chuẩn bị chiếc xuồng nhỏ nhỏ dưới các bạn. Đó, đi bằng chiếc xuồng nhỏ đi. Đi xuồng bự bự đó kìa, xuồng của. Xuống đây mình vớt các bạn. Dạ, đi giờ nước nước đang ròng nha các bạn. Đó, nước đang chảy nhẹ nhẹ, cái này tầm khoảng
30 phút nữa là nước chảy mạnh là mình xuống mình vớt được rồi các bạn. Trời vừa sập tối là mình vớt được rồi. Đi bạn xuống máy cho cha. Bây giờ mình đi chuẩn bị xuồng nha các bạn. Đợi khoảng 30 phút nữa trời tối mình sẽ đi nha các bạn. Tối các bạn ơi. Có dầm chưa, có dầm chưa? Em xuống trước đi. Đó. Cái dầm hồi nãy Quốc Thái lấy xuống chưa? Dầm cây hòn nè. Còn cái, kiếm cây nữa. Ở dưới có cây nào không? Kiếm cây dầm nữa rồi. Chưa có con nào sao thấy. Cái này mấy lục bình nhỏ nhỏ này vớt cá bóng đen đã lắm nè. Anh vớt thử coi có cá bóng đen không? Không, quá đâu có cá bóng. Cái gì thúi quá. Dính nè, dính nè, dính nè, dính nè. Dính cá nè các bạn. Trời ơi. Để nước vô. Có rồi, có nước rồi. Rút cá. Gần hồi không có oxy chết sao? Không, không chết. Có cá rồi các bạn. Đò, đò đang ve. Mày cắn chết vậy trời. Đã tìm thấy được mục tiêu. Dính rồi. Dính nhờ các bạn. Đó, nó đó. Bắt đầu có cá rồi đó. Cái chỗ này nước nó chảy mạnh nè, ngoài kia nước nó chảy còn yếu nè. Nó nhảy nhảy coi chừng ra ngoài. Lấy lục bình đẩy nó lại. Cái lục bình đẩy lên nó nhảy ra. Đã tìm thấy được mục tiêu nữa rồi các bạn ơi. Dính rồi, dính cá nữa rồi nè. Con này nhỏ ha.
rớt rồi. Dính rồi. Lại một em nữa đã xa lưới. Dính con gì vậy? Con đâu rồi? Con tiêu rồi, đâu dính nè. Con gì vậy? Em này rổ nhỏ quá lọt luôn. Đừng con nữa à các bạn. Ê, dính rồi, dính rồi. Dính nãy giờ mà anh làm gì vậy? Anh thấy trong giờ cái nãy giờ anh làm gì vậy? Tiêu rồi hả? Lẹ lắm. Mấy con cá này lẹ lắm các bạn. Nước nhiều quá nên cá nó chưa ra các bạn ơi. Mẹ con này chết ngắt rồi. Rồi tại xong. Vậy em nói với anh là để nước nhiều vô. Ôi, con đang sống rồi mẹ. Đó rồi con đang sống. Được mấy con. Nè, nè, ba con nè. Bắt con chết nó đi kệ đi nữa. Về mặn khô khô ăn cũng béo lắm. Thịt nó béo lắm. Này bỏ vô hồ nuôi. Con nào sống thì bỏ vô hồ cho đẹp. Mày chết ngắt uổng gì đâu vậy. Bạn thấy nó đẹp không bạn? Đó chưa? Bông 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 rất đẹp ha. Đó đẹp. Ai biết thì không. Đang chưa tỉnh lại coi. Mình chết rồi. Con kia dính lưới kìa anh. Cá nhỏ mà dính lưới. Thôi lũi vô nó dính lưới rồi. Để ngồi lộn nữa chết được rồi. Mấy con bỏ vô hồ nuôi rồi nè. 2, 4, 6, 8 con ha. Ok. Chết con còn 7 con. Lên tới bờ rồi. Giờ thấy rõ rồi bạn ơi. Được có mấy con à. Về bỏ vô hồ. Ok rồi bạn ơi. Mình về tới nhà bạn ơi. Mình vừa bắt con cá tai tượng bỏ vô phi rồi bạn ơi. Đó, bây giờ chiến lợi phẩm của mình đây. Đó. 8 em nhưng mà một em chết rồi. Đó. Bây giờ mình tiến hành mình bỏ ẻm vô hồ các bạn. Đây một ẻm đó rất là đẹp luôn bạn. 2 ẻm 3 ẻm 4 ẻm 5 ẻm 6 ẻm 7 ẻm rồi. Ok, mới về mấy em còn mệt đừ các bạn ơi. Cha, nãy cô thấy một con cá chết thở chưa? Cha, con cá tai tượng đâu? Cá tai tượng cha bỏ vô phi rồi. Thấy đâu? Bữa nay đi mũi cắn các bạn ơi. Thành quả đạt được chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Ngày mai mình tiếp tục đi chết nữa các bạn ơi. Cá này gọi là cá cao xà pháo nha các bạn. Cá này có tuyệt chiêu phun nước rất là độc đáo. Rồi sáng ra để coi 5 em khỏe mạnh, còn 2 em đi đời, 1 em rồi em này mắc kẹt ở đây luôn. Chà, con em kia rất ngơ không biết sao đây. Con này dấu hiệu nó cũng không được khỏe mạnh lắm.